Rồi ngon lành luôn các bạn ơi. Vừa làm xong là có tim cút gọi lại liền nè. Rồi có tim cút gọi lại liền nè. Chắc rủ mình gì đó các bạn. Ảo chưa, sao chưa. Rồi để mình khóa máy, khóa máy lại mình nhắn tin coi thử nó nhận được thông báo nha. Alo. Xin chào các bạn, mình đang có cái con iPhone X nè, khóa kích hoạt cho chủ sở hữu. Cái này của một anh khách mà ảnh kêu là tài khoản chính chủ nhưng mà anh cũng quên mất tiêu rồi. Thì giờ mình mở cái bao tool lên mình coi thì nó iOS mấy. Wow, con này iOS khá là cao các bạn, hầu như là cao nhất luôn hiện tại ha, 16.5. Số email, số series đầy đủ. Giờ mình tiến hành mình ra red để mình bypass one list thử được nha các bạn. Tiếp tục thì mình dùng cái Winren trên Windows ha. Mình mở cái tool Winren lên. Này chờ cái máy kết nối nè. Này chế độ Bowinix ZM8 thì mình không cần. Chế ra iOS thấp mình cũng cần luôn. Mình dùng chế ra 0.13 nha các bạn. Chế ra mới nhất ha. Để mình mở cái device manager lên cho các bạn dễ quan sát lúc cái tool nó chạy á, nó fix driver hay là driver bị lỗi hay gì á, mình update trực tiếp trên cái device manager luôn nha. Trong tool nó có chữ fix driver nè, các bạn nào mà chạy lỗi thì mình fix driver nó một cái rồi mình thử lại. Giờ mình đưa cái máy vào chế độ recovery. Đưa cái máy vào chế độ recovery trước. Rồi mình tiến hành mình làm theo hướng dẫn trên cái tool đó. Rồi để vô chế độ recovery nè. Giờ nó kêu mình vô chế độ debug những cái dòng iPhone 8 trở lên á. Các bạn để ý ha, mình vừa bấm start là đè giữ nguồn giữ volume trừ liền nha. Khi dòng thứ ba nó sáng đèn á thì buông nguồn giữ volume trừ là vào thành công. Đó, để dòng thứ ba nó sáng nè, buông nguồn giữ volume trừ. Rồi bắt đầu nó đếm tầm còn 3 đến 2 giây là tự động nó vô debug thôi các bạn. Mình vô debug phải chính xác nha. Cái tool này nó mới hoạt động ngọt. Rồi nó đang load driver, nó đang dò driver gì nè, nó bị thiếu driver như thế nào á thì mình cài cái driver đó. Rồi các bạn install luôn. Cài luôn ha, cho tiếp tục nó chạy nè, nó tìm nó dò driver đúng của driver Winren á là nó sẽ chạy vượt qua cái bước này nha các bạn. Rồi mình đợi cái tool cho nó khai thác cái lỗ hổng gì của ZM8 thành công á là cái máy mình gia red thành công ha. Nói chung mình gia red được là được các bạn. Các bạn không gia red này nó bị lỗi gì đó thì các bạn dùng cái USB mình tạo cái Balandren mình gia red cũng được nha. Rồi khi gia red thành công á thì cái máy nó boot lại thì các bạn đợi cho cái máy boot lên. Rồi nhìn cái device manager á, nó còn nhận cái nó nhận lại cái driver á thì mình tắt cái tool được nha. Rồi nó nhận driver nè, rồi đóng cái tool lại. Rồi hiện tại thì nó chưa có báo Jared nè các bạn. Rồi các bạn rút cáp ra, ghim lại coi thử nó Jared thành công chưa nha. Rồi ngon lành luôn các bạn ơi, nó báo nè, Jared ok. Rồi xong bước 1 ha. Giờ mình tiến hành mình mở cái tool mình bypass nó. Thì tiếp tục là mình dùng cái tool 18 lock. Mình coi thử mình bypass one list cái con X mà 16.5 này có được không nha các bạn. Mở cái tool lên. Cái con này iPhone X 16.5. Rồi trên tool nó báo là cái máy đã Jared nè. Ngon lành nè. Rồi mình điều hướng qua cái tab mà Jared đó các bạn, 12 đến 16 nè. Cái này là mình Jared One List, mình không có cần boot ram disk nha các bạn. Mình để ý ha. Rồi mình bấm trực tiếp luôn. Bấm cái One List bypass như nè. Cái con này thì RFN nha các bạn. RFN thì mình muốn giữ broadband á thì mình phải dùng cái sim pin nha. Cái sim mà mình cài mã pin á, sim hư cũng được các bạn. Sim hư cài mã pin là được rồi. Chút nữa mình hướng dẫn các bạn bỏ vô. Rồi bắt đầu mình bấm bypass á. Thì cái tool này các bạn muốn chạy được thì các bạn phải order series nha. Thì trên tour trên kênh mình cũng có làm khá là nhiều video về nhiều loại tool đó. Thì tùy theo điều kiện hay là nhu cầu của các bạn nha. Có tool miễn phí, có tool tính phí. Thì các bạn cần thì các bạn liên hệ với mình thì mình hỗ trợ các bạn. Ok, các bạn thấy hợp lý thì các bạn làm thôi, không có thành vấn đề nha. Cái nào mình hỗ trợ được thì mình hỗ trợ. Rồi tool nó báo thành công rồi các bạn. Mình đợi cái máy nó boot lên. Rồi bắt đầu coi thử nó vô, quan trọng là nó active vô menu hay không á. Rồi mình coi thử nó còn broadband không ha. Rồi ngon lành nè, để active. Con này 16.5 luôn nha các bạn. Hello 16.5 nha.
bypass không đổi số series ha. Rồi mình cứ bypass này, nhiều lúc khách về người ta hỏi lại tài khoản hay gì đó thì người ta ốp sau nha các bạn. Thì mình bypass cái kiểu mà RFN các bạn, thì nó vẫn là chưa có vô menu nè. Giờ mình bỏ cái sim pin vô, các bạn chờ mình bỏ sim pin, hướng dẫn các bạn bỏ sim pin nha. Đừng có nhập máy pin nha các bạn, các bạn tuyệt đối không được nhập máy pin nha. Rồi các bạn bấm back trở lại, cái gì là nó không có qua nè, thì mình tắt máy khởi động lại, tắt bằng cái tool cho nó nhanh các bạn. Rồi mình đợi cái máy khởi động lên á, mình bỏ qua cái bước mà nhập sim pin á, là nó sẽ vô menu ha. Rồi khi vô menu rồi mình hướng dẫn các bạn viết thông báo luôn, cái này là bypass full nha các bạn, trừ nghe gọi thôi. Rồi bấm skip nè, đừng có nhập máy pin, bấm skip bỏ qua. Rồi mình AT bình thường thôi, mình AT vô menu bình thường thôi các bạn. Rồi mình kiểm tra lại, mình tải cái ứng dụng nào đó để mình test cái thông báo cho các bạn xem ha. Rồi các bạn đợi xíu, đợi cho nó AT vô menu cái. Rồi vô menu thành công nè. Rồi các bạn đi giữ cái sim pin nha, các bạn xài nha. Các bạn đừng có lấy sim pin ra, lấy sim pin ra là nó nhảy lại màn hello á. Rồi mình bỏ lại cái sim pin á, mình tắt máy, mình bỏ qua bước sim pin, không có cần bypass lại nha các bạn. Rồi giữ được bên nè, ngon lành cành đào luôn, đầy đủ ha. Giờ mình tiến hành mình fix cái thông báo cho nó. Khi fix thông báo á thì các bạn để mình tải một cái app Zalo, để mình tải một cái app Zalo về, rồi mình nhập tài khoản của mình á, để mình test luôn cho các bạn dễ nhìn nha. Rồi mình tải cái Zalo về trước. Rồi muốn fix thông báo á là các bạn phải nhập cái phát time trước nha, nhập ID vô cái phần mà phát time á, nhập thành công á thì nó mới fix được thông báo nha các bạn. Cái này thì trên kênh mình cũng có làm một số cái video về IT lock khá là kỹ á, thì các bạn nào có chưa có hiểu sâu á thì các bạn có thể lục lại xem giùm mình nha. Rồi chờ Zalo nó tải về, rồi mình vô cái phát time nè, rồi mình nhập cái ID vô thử coi, coi thử nó có cho nhập nha. Nó cho nhập là mình fix thông báo được nha các bạn. Rồi các bạn chờ xíu để mình nhập cái ID của mình vô một cái. Đợi xíu nha, cái này thì nó lần đầu nó nhập thì nó hơi khá là lâu một xíu các bạn. Rồi nhập thành công nè. Rồi bắt đầu Zalo có luôn. Rồi giờ mình để mình đăng nhập cái Zalo vô. Rồi mình thử cái thông báo cho các bạn. Rồi mình đã đăng nhập Zalo nè. Rồi giờ mình tắt máy đi, mình gọi qua thử nha, để có thử nó có thông báo nha các bạn. Rồi các bạn đợi xíu. Rồi ngon lành luôn các bạn ơi, vừa làm xong là có Tim Cúc gọi lại liền nè. Rồi có Tim Cúc gọi lại liền nè. Chắc rủ mình chị các bạn. Rồi để mình khóa máy lại, mình nhắn tin coi thử nó nhận được thông báo nha. Rồi ngon lành luôn anh em ơi, ngon lành nè. Rồi thông báo đầy đủ, con này Android Hello 16.5 bypass giữ webband với lại fix thông báo